Nhìn đã lắm các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi Phong Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay trang trại mình lại tiếp tục được thu hoạch su hào các bạn. Hôm nay thì củ su hào đã phát triển rất là to đấy các bạn, rất là to. Hai củ này là được một ký đấy các bạn. Vừa nãy là mình đã giao việc cho các bạn ấy xong rồi, bây giờ mình qua đây thì thấy các bạn ấy thu hoạch được khá khá đấy các bạn. Vừa mình đến ngoài kia là cũng được 20 củ, bây giờ mình xem chỗ này được bao nhiêu nữa chứ không thì các bạn lại thu hoạch thừa đấy các bạn ạ. Ok, xin chào mọi người nha. Quyết Bonito đây. Hiện tại Quyết Bonito vừa xuống dưới này thì thấy Tony Phong với các bạn ấy đang thu hoạch su hào mọi người. Đây, mọi người quan sát đây. Mấy hôm mình không lượn ra ngoài này mà bây giờ thấy ra thấy cái vườn su hào của Tony Phong to thật. Xem này, xem anh Phong cho em xem củ này. Mọi người xem này. Wow, một củ su hào bên Tony Phong này, củ này phải đến 5 lạng mọi người ạ. Bây giờ vườn của Tony Phong su hào đây gọi là su hào khổng lồ tới đây này. Nhìn su hào sướng chưa, mà bây giờ là lá vẫn còn non nha mọi người nhé. Hiện tại bây giờ thì chủ yếu là thu hoạch su hào bên nhà Tony Phong thôi mọi người nhé. Còn bên nhà 8 với nhà Maria bây giờ chắc là cũng sẽ đình lại. Bởi vì là củ su hào bên đó nó cũng nhỏ, với xong rồi là để lâu nó cũng già rồi đấy. Bây giờ là chủ yếu xuất bên Tony Phong, với lại vườn Tony Phong còn cũng khá khá là su hào, cũng rất là nhiều su hào nhé mọi người. Đây mọi người quan sát hôm nay Tony Phong với các bạn khả năng cũng khá là bận rộn để thu hoạch su hào đây. Nhìn vườn su hào của nhà Tony Phong mất mượt mượt. Rồi mình sẽ quay lại phía trước cho mọi người xem nhé. Hôm nay thu bao nhiêu củ anh Phong? Chỗ này thì hôm nay là anh định thu là đầy bao thôi, chứ chưa biết là bao nhiêu củ. Tức là khách nhà cứ đặt đầy bao à? Đầy bao, tại vì là nếu mà mình cho thành hai bao nó được ít quá thì là tiền taxi thì lại mất thêm một ít nữa. Tức là cho đầy hai bao à? Đầy một bao thôi. Cho đầy một bao hay đầy hai bao? Đầy một bao thôi. Đầy một bao thôi à? Tức là khách bây giờ là Tony Phong cứ chuyển theo bao mọi người, chuyển theo bao, cứ đầy bao là tính cân. Hôm nay khách này còn nói mình là phải để rễ nhà này các bạn này, để rễ để sau này người ta bán đi đâu người ta cắt đi đấy thì nó mới, nó không cũ. À thế là đợt này là khách còn yêu cầu là để rễ chứ không chặt rễ nữa à? Đây thế thì để như này à, đây là do yêu cầu của khách cho mọi người ạ. Thế là chắc là mấy thanh niên ngoài kia phải đứng để gạch đất ra sao ấy. Rồi thế thì đi xem nhỉ, xem ngoài này thu hoạch thế nào nhá. Nói chung là theo yêu cầu của từng khách đấy mọi người, theo yêu cầu của từng khách đấy. Khách thì yêu cầu để lá, khách thì yêu cầu cắt lá. Ồ đến bây giờ còn có cả khách yêu cầu để rễ rễ nữa. Chắc là khách về xong là để nhúng cho cái rễ xuống nước để cho nó tươi được lâu. Nếu như mà họ không bán hết thì củ nó vẫn còn tươi đấy mọi người ạ. Trông củ su hào đẹp thật. To lắm mọi người, to lắm. To nhỉ anh Phong nhỉ? Ờ đây là các bạn ấy chăm sóc ngày nào cũng tưới nước đi các bạn. Nên củ nó phát triển rất là to mà nó không bị già. Su hào này còn hơn cả su hào ở Việt Nam đến nơi đấy. Đây là củ kiểu là củ su hào bánh xe đấy đấy, hơi bị đẹp đấy. Nhìn đã lắm đấy các bạn. Một củ đến cả 5 lạng thì nói chung là khá là ok luôn đấy. Nhìn cây su hào mướt mượt nhỉ, mọi người quan sát này. Đã đời luôn đấy. Cái này mà ở Việt Nam thì thôi rồi nhá, ở Việt Nam thì hết nước chấm. Không còn cái từ ngữ nào để nói cái su hào mà nó to như thế này mà lại đẹp như thế này được. PK mau banh nhé, rồi để xa banh su để ké. Đấy, thế là hôm nay là các bạn ấy thu hoạch, các bạn ấy phải nhổ lên xong là vẩy cho cái đất nó ra nha mọi người nha. Hôm nay lại không cắt gốc. Mọi lần chúng ta thu hoạch là phải cắt gốc, nhưng mà hôm nay là Tony Phong theo yêu cầu của khách là không cắt gốc, để cả rễ như này. Chúng ta chỉ có làm sạch rễ thôi. Các bạn. Rồi mọi người quan sát đây. Nhổ lên các bạn ấy phải gạt đất ra như vậy đấy mọi người. Đây mọi người quan sát những cái củ ở dưới này. Đa phần là to hết rồi. Cái đại như thế này. Ui giời, ông nhổ thế này thì hỏng mất củ rồi. Đấy, Quỳnh Châu Phi ra đây này. Đây, Quỳnh đây. Hôm nay khách của Tony Phong bảo là giữ rễ mọi người ạ. À, Quỳnh ạ.
Vâng, thấy, em thấy sáng anh Phong nói chuyện với người ta em cũng thấy lạ mà chả hiểu kiểu gì luôn. Không biết có đúng là để như này không? Đúng rồi, chắc là để vậy đúng rồi. Gốc lại đây. Đấy. Nhưng mà lại bẻ lá. Đấy. Thôi khách tí nào người ta chiều như đấy thôi. Tại vì thật ra cái này là như nó tùy thuộc vào người ta thích như nào thôi mà nhà mình thì thế nào cũng được. Đấy. Miễn làm sao nhà mình bán được su hào. Miễn làm sao là có khách là được. Đấy, để như này. To nhá, su hào to. Mà kiểu gì nó cũng bị nhọ nhọ bẩn bẩn tại vì vừa mới tưới nước ấy. Củ su hào ở đây là coi như là to gấp rưỡi bên nhà Antono với bên nhà Tám ấy nhỉ? Đợt này bán như thế này tại vì là phải cần phải ấy mọi người ạ. Tại vì họ yêu cầu cái su hào nó phải to phải non vì bây giờ cạnh tranh nhiều quá. Thế nên là mình sẽ xếp vào bên kia các bạn cũng gần hết rồi. Còn lại thì các gia đình ăn mới lại để cho xung quanh thôi. Vâng, vâng. Chắc mà đang cái này cũng là các bài lê xuống máy bình cân. Bây giờ mọi người thấy suốt ngày thu hoạch su hào nhé. Kênh trên kênh của Tony Phong, kênh của Hai Quy rồi là kênh của gia đình Châu Phi đều thấy thu hoạch su hào, nhìn thu hoạch nhiều có khi cũng ngấy ấy nhá. Khán giả không biết xem nhiều có ngấy không chứ gần ở đây vẫn còn nhiều lắm. Thì hoạt động ở đây có gì mình sẽ quay đấy thôi. Su hào bán đi được tổng cả ba nhà là khoảng bao nhiêu rồi anh Quyết? Anh Quyết nhớ không? Cũng nhiều lắm rồi đấy, tính tổng cả và phải đến 2.000 củ nơi rồi đấy. 2.000 củ đấy. 2.000 củ su hào nơi đấy. Phải vượt qua nửa tấn rồi đấy. Hảo su củ 2.000 củ đã được bán. Quay các bạn. Nhìn đã lắm các bạn. Kiếp nhở đây cái củ to khủng khiếp luôn đấy. Nhìn những củ su hào đã rồi đấy. Để anh Phong xếp cho, anh Phong xếp cho. Anh Phong xếp nhé, em mua bê vào 2 rồi. Một bì này bây giờ chắc là được khoảng tầm 60-70 củ thôi. Như ngày trước thì bên nhà Maria với Antonio thì củ bé chắc thì được khoảng tầm 100 củ. Thế nhưng mà bây giờ thì chắc là chỉ được 70 củ, 60 củ thôi. Tươi, su hào sướng. Các bác củ anh Phong? 21 rồi. 21 à? 21 là coi như là được 1/3 bì rồi đây này. Hơn 1/3 bì rồi. Cái này chắc là phải lấy cái chày giá cho nó nún cho được 100 củ nha. Được 29 củ rồi. 29 củ mà đã đầy bì đến nơi rồi. Này thế thì phải 2 bì thật rồi. 2 bì đi, cho 2 bì. Thế cửa của cả vào đây thế thì khả năng thiếu 1 tí đấy. Cái này chỉ có 60-70 củ là đầy bì thôi. Đấy 20 củ mọi người xem này, đã nửa bì rồi. Chẳng lẽ 50 củ đầy bì à? Thế to gấp đôi thôi. Mình to gấp đôi, gấp rưỡi mà. Bao nhiêu rồi? 37 à? 38 này, anh xếp đi. Đây. Cho mọi người. Đáng chừng nhé. Vẫn còn non lắm á. Quỳnh vẫn hái về ăn trước. Bao nhiêu đây? 13 rồi. Đây anh cầm này, anh xếp này. Thế vậy thôi nhỉ? 50 à? Cho đầy hẳn đi, đầy chắc đi. Như này được. Thế thì đằng nào cũng phải cho 2 bao mà. Thế thì cho từng đây rồi thôi, xem được bao nhiêu củ, xem là 1 bao thôi. Chỉ 1 bao cho người ta bán trước. 51, đúng rồi.
Mà cái là đủ cả. Pega mau bông. Để vào ga xuống, levanta bay. Ajuda ele a passar. Cabeça não. Nome. O braço. O nome. Ok, assim. Deixa devagar. E tamo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Vậy là cắt thêm 50 quả. Hết xíu nữa kia sai đâu, ok. À, cắt thêm 20 anh ạ. Bộ đấy. Bộ này. Em đi nhổ thêm 20 củ nữa nhỉ. À. Đa phần là bên Tony Phong rất là to nha mọi người nhé. Bé bé là cái củ thuộc diện là củ không kéo lá được anh ạ. Ở bên nhà các bạn lá nó còn kéo được chứ bên này kéo là nó gãy luôn. Chắc rễ nó ăn cũng rộng này. Rễ ăn nó rộng nên là cây nó cũng phát triển khỏe. Đấy. Toàn củ to thôi. Đây chỗ này đầy này. Tiết ra liền. Đây mọi người quan sát đây. Chỗ nào cũng to đùng nhưng mà nói chung là nhổ được hết, bên Tony Phong nhổ được hết đây. Nhưng mà chúng ta cứ nhổ từ to đến bé, từ to đến bé đây. Toàn su hào kiểu khổng lồ ở nơi rồi. Nhưng mà đây. Đây mọi người này. Ôi giời. Mình cũng không muốn để nó già ấy, mình muốn bán nó non ấy. Thì bán thế cho nó kịp á. Đủ rồi đấy, anh Phong bảo đủ rồi. Đủ rồi đấy. Đủ rồi quý nhé, đủ rồi, đủ rồi, okay. Đủ rồi. Thấy nhổ bon tay cứ nhổ mãi, nguy hiểm quá. Ok nha mọi người. Mang đi nè. Đây mọi người quan sát vườn ngô này. Vườn ngô bây giờ là ngô tẻ nó cũng khá là ok nha mọi người nhé. Ngô tẻ đang bắt đầu trổ cờ, với lại là ra hoa hết rồi. Đây là cái chỗ ngô mà chúng ta cũng sẽ để làm giống đấy mọi người. Bữa trước thì vất vả bắt sâu lắm, bây giờ thì lá nó mới lỗ chỗ này, thế nhưng mà cũng đỡ rồi. Hai bì rồi đúng không? Bì một bì mang ra rồi anh Phong. Ừ, một bì mang ra kia rồi. Thế là một bì chỉ có 50 củ à? Một bì chỉ có 50 củ ở đây. Trước nhà Antonio với nhà Tám một bì đuổi để 100 củ. Mà bây giờ bên Tony Phong một bì 50 củ. Để sao mày để 100 hay 110 củ chứ. Con đặt về sau là 110 củ chứ. Em bây giờ là một bì có 50 củ. Cho nên mọi người thì ước lượng xem là cái su hà bên Tony Phong nó to như thế nào. Đây kiểu như là 2 củ là vượt quá 1 cân rồi. Được bao nhiêu củ rồi anh? Bên này đủ rồi. Đủ rồi. Em thế thừa thì đủ thêm gọi là thêm cho khách thôi. Anh bạn này làm quen đấy. Okay. Ok, thế là đã xong. Còn là mấy củ nhỏ này đủ 50 rồi đấy giải. Đủ 50 rồi. Thêm cho khách thêm. Luôn, mấy củ nhỏ thêm cho khách, nhà mình trồng được mà. Được cái tiện như vậy đấy. Mua tận vườn thì nó phải có ưu tiên rồi. Thôi để mấy củ để tí nữa cho anh Bảy. Có thể nhổ đi nhổ lâu. Vâng, ok. Đây. Ok các bạn, thế là đã thu hoạch xong rồi. Canh nhỉ? Asu sao Asu leva forayu amaha. Ok, xin. Dạ bao.
mình qua đây để tranh thủ cắt những cái dây. Ok nha mọi người, hôm nay xuống Hống Hớt xem Tony Phong thu hoạch su hào tình hình thế nào. Mà đúng là su hào bên Tony Phong trồng đúng là su hào khổng lồ thật mọi người ạ. Thế bây giờ mình sẽ rút quân để tiếp tục cho Tony Phong làm việc với các bạn đi, để đưa chuẩn bị cho lên xe để vận chuyển nha mọi người nha. Rồi ok, mình sẽ rút quân ở đây, còn Tony Phong sẽ tiếp tục cùng với mọi người nha. Trời sắp tối rồi các bạn, mình đang tranh thủ qua đây để nhổ một ít tía tô và kinh giới để mình gửi tặng một bạn ở trên thủ đô để bạn ấy trồng. Tía tô thì cũng bắt đầu ra hoa rồi, nhưng mà mình cứ mang đấy các bạn ấy trồng được thì nó lên, thì nó sắp vào mùa mưa rồi thì các bạn hái thì chắc là nó sẽ không có hoa nữa. Còn kinh giới đây các bạn, rồi kinh giới chỗ này là tí nữa mình cho một ít nữa. Tí ra uma pa tí kia. Sí. Esta aquí también para Hanka. Hanka con katan, a con katan. Ta bông xe ca. À xin xô. Mình tặng bạn mấy cây để bạn lên trên thủ đô, là bạn ấy trồng trên thủ đô đây các bạn. Còn bây giờ thì thời tiết cũng đã tối rồi các bạn, mình cũng phải về trên nhà. Hôm nay mình cũng đã thu hoạch được thêm một ít su hào. Còn thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Malia tan. Xin chào các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.